Dạ, dạ anh chào cô. Ủa mình ở đây luôn hả cô hay là ở đâu? Ở đây là chiều mát lắm nha. Dạ. Chiều mai được lên đây là mát lắm rồi. Dạ. Nhưng mà ngày thường là không có chơi vô hả cô? À. Nói cho bạn bánh là một thân hai phần. Đẹp không? Sao vậy? Tại vì nó ở dưới nó là bánh bò, ở trên nó là da lợn. Không biết bánh gì. Giống như chảy bình thôi ha. Ừ, ở trên nó cũng bánh. Ở đây có cái nước cốt dừa luôn này. Anh ăn thử đi. Em ăn trước nha. Xin mời cả nhà ăn bánh cùng bánh nguyệt và thịt. Này gọi là buffet ô mai đồng giá tự chọn là 20.000 trăm tan. Bánh này gọi là bánh gì vậy chị? Bánh cà tùm. Bánh cà tùm. À. Vừa với đậu nhưng mà sung. Này giống như bánh bía ha. Này bánh bía nè. Bánh hút nốt, bánh bò hút nốt, có bánh tét. Cái mình bán sao à? Lạng là 15.000. Giang đậu xanh. À, giống như bánh rau câu vậy hả? Dạ. Mạch nho khô 35.000. Tàu hủ kìa. Dạ. Cô Út Tân Nguyên. Đội bóng theo sát phía sau đến đường đua số 2. Đội tuyển Nguyên quân 3 thành phố Thủ Dầu Một. Các chú anh chị và các bạn, thì ngày hôm nay là ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh Việt Nam. Thì hôm nay Nguyệt và Thiện đang ở thành phố Thủ Dầu Một này cả nhà ơi. Bình Dương thì có tổ chức lễ hội là bánh, lễ hội ẩm thực bánh dân gian. Hôm nay cũng tổ chức, ở đây cũng có tổ chức là khánh thành biểu tượng thành phố Thủ Dầu Một luôn cả nhà. Với lại đằng sau lưng Nguyệt này cả nhà ơi, cũng đang tổ chức là chung hội chung kết đu thuyền của thành phố luôn. Hôm nay là đúng là một ngày rất là đặc biệt, vừa là ngày Quốc khánh và tổ chức rất nhiều lễ hội luôn cả nhà. Thì bây giờ Nguyệt và Thiện xin mời cả nhà là tham quan lễ hội ẩm thực bánh dân gian cũng như là các lễ hội. Đây là phía trên là người ta đứng để xem cái cuộc chung kết đua thuyền ở phía dưới nè, quá là đông luôn. Ôi, quá trời đông rồi. Không thấy đâu, qua bên này nè. Ở đây mình có cái màn hình. Ba đứa bạn xe đang đầu đầu coi. Kìa. Đến thì gần sát rồi. Ở đây nó có cái màn hình để mình chiếu nè. Tại vì ở ngoài kia xa quá mình không có thấy. Đó. Đây coi 1 2 3 4 5 6 7. 7 rồi. Đua số 1 của đội thuyền thành phố Tân Nguyên. Theo sát phía sau trên đường đua số 2, đội tuyển Nguyên quân 3 thành phố Thủ Dầu Một vẫn đang cố gắng. Các tay chèo vẫn đang cố gắng thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả và người xem, nhưng mà bước phá ngoạn một chứ. Và trên đường đua ngoài cùng đường số 6, đội tuyển thành phố Thuận An cũng có một sự bứt tốc. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả cuối cùng. Hiện tại trên đường đua vẫn là những đầu đội tuyển thành phố Tân Nguyên. Chúng ta là đội quá trời đông luôn nè. Đi đây. Không có thấy. Và chúng ta cùng chờ đợi kết quả như thế nào. Sôi nổi quá gì. Quá trời đông. Đi thôi. Xong rồi. Ở đây.
Thôi bây giờ mình sẽ lại cái chỗ biểu tượng thành phố Thủ Dầu Một. Hôm nay là ngày Quốc khánh 2 tháng 9, cũng là ngày khánh thành và cho vào hoạt động cho mọi người vào tham quan luôn. Đó là cảnh hoa dầu. Bây giờ mình đi sẽ đi lại cái phía Ủa sao như mà có người lên kia kìa. Trên giữa là được cô á. Nhưng mà giờ mới có 8 rưỡi hả? Đây là bên ban tổ chức người ta lên. Ồ, không biết nữa. Đi thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hai bên của cái biểu tượng thì sẽ có những cái gian hàng ẩm thực cũng như là bánh dân gian rồi các đặc sản nữa. Ở đây mình có cái gì nè? Bông lan hả? Bà nói chuyện với anh Hà, với anh Hà nó mở bán ai đây? Bánh bao xá xíu, sủi cảo. Hả? Cho anh vô, cho anh vô. Bánh bao xá xíu, sủi cảo. Chả nè, công ty Phú Mỹ A thực phẩm, sản phẩm đặc chất nhận 3 sao ô cướp. Nè thử không? Dạ. Nè có bánh giò nữa kìa. Dạ. Bánh giò, ở đây là mình bán cái gì anh? Các sản phẩm truyền thống. Dạ. Sản phẩm truyền thống, bánh chưng, bánh giò. Nó tại Bình Dương nha. À dạ, ở Bình Dương luôn anh. Ờ, đây có mình tới mình đưa đi thử một lần biết. À dạ. Cái này là à, có cái lâm bơ. Cái này đồ là gì ta? Cái này trong bánh mì nè. Bì ha anh? Này bì cho bánh mì đúng không? À, món này là món nem thính bì heo, nem sản phẩm 1-3 sao nha. À, cái này là mình ăn với cái lá này luôn. Chấm sốt của anh đó. À rồi. Dạ. Ngon không? À dạ. 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 Lá gì ngon lắm không? Lá gì? Dạ. Dạ con này. Cho một cái ăn thử coi. Ngon. Ngon. Dạ. Làm mẹ mình hay ăn với thịt nướng này kia. Dạ. Ô, cái này ngon. Cái này ngon ha. Ờ, đây là một chai nước sốt. Anh thấy nước sốt ok lắm luôn á. Chắc mình chấm ví dụ như mình nướng thịt BBQ thì mình cuốn với rau mình chấm thôi. Anh thấy nước sốt nó ngọt ngọt với chua. Đây là được thử miễn phí nha. Quá trời đông luôn. Ủa? Yeah. Hồi nãy giờ anh nói nhưng mà anh quên bấm hết. Đó, bấm quay. Lúc ra đây. Rồi, hai đứa đã mua một chai rồi. Cái chai nước sốt này như anh cũng bán trên Shopee á. À, có trên Shopee ạ. À, phía bên này là hợp tác xã rau sạch nè, bán dưa leo bí đỏ. Bí đỏ luôn. Bầu. Đây. Này gì ta? Mỹ nghệ 44. Ấy đẹp quá nè. Đẹp ha. Đây có những cái bình, cái chậu này cắm hoa cũng đẹp lắm ha. Ở phía trên là hoa văn nè. Ôi đẹp ghê luôn. Giống như một cái bức tranh luôn á, một cái chậu của mình á là một cái bức tranh luôn. À, miền quê rồi ha. Ừ. Giảm giá 50% nè. Ở bên này là đông trùng hạ thảo nè. Đông trùng hạ thảo, môi trường của Tân Hiệp An. Tàu hủ. Tàu hủ kìa. Dạ. Rồi, em cảm ơn. Dạ. Tàu hủ tươi. Rồi, em cảm ơn nha. Đây chính là biểu tượng của thành phố Thủ Dầu Một khánh thành vào dịp lễ 2 tháng 9 Quốc khánh năm nay luôn.
Thì cái này là biểu tượng là cánh hoa dầu nè. Cái này là tổng chiều cao của nó cho tới cột cờ luôn là 24m. 24m đó mày. À 24m. Ở trên là có bốn mặt đồng hồ để mà gọi là mô phỏng cái mô hình của cái chợ Thủ Dầu Một luôn. Nhưng mà đây này có bốn cánh hay năm cánh gì á ở phía dưới nè. Đó. Ở phía trên. À nó có hai cánh ở phía trên này. Ở trên mình sẽ có cái cột cờ có lá cờ luôn. Hôm nay ngày 2 tháng 9 thì buổi sáng ở thành phố Thủ Dầu Một là trời nắng nhưng mà mây cũng khá là nhiều. Đi mình lên trên này đi. Khi mà cái này là lúc nó còn xanh á. Còn ví dụ như là khi mà nó kiểu là nó già là nó sẽ màu kiểu nó nâu nâu. Nâu nâu đất đúng không? Ừ, nâu nâu đất. À đây nó có cái gì nè. Thời gian tham quan. Thời gian tham quan biểu tượng cánh hoa dầu ngày 2 tháng 9 là từ 9 giờ rưỡi cho tới 11 giờ, chiều là 3 giờ cho tới 21 giờ. Còn ngày mai 3 tháng 9 sẽ là 8 giờ sáng cho tới 11 giờ, chiều là 3 giờ cho tới. Đây là 2 tháng 9 là sáng hôm nay là ở đây cũng là khánh thành luôn, cho nên là mọi người đang đợi để được vào bên trong để tham quan cái cánh hoa dầu biểu tượng của thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương. Hiện tại thì rất là nhiều gian hàng ở phía bên kia, hình như là cũng khoảng 50 gian hàng ở công viên Bạch Đằng. Ở đây là cũng là sông Sài Gòn luôn á. Đây là sông Sài Gòn luôn. Tại vì sông Sài Gòn mình bắt đầu từ nó sẽ có từ Bình Phước nè, Tây Ninh nè, rồi Sài Gòn, rồi Bình Dương, xong nó hợp với Đồng Nai. Đó. Thì ở đây vẫn là nằm trên địa phận sông Sài Gòn nha. Nó rất là dài chứ không phải là sông Sài Gòn là dưới xung quanh ở Sài Gòn không. Sài Gòn là mà giống như một cái từ chung vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu qua những cái gian hàng bánh dân gian. Nó sẽ nằm ở phía bên phải của cái hoa dầu. Đây. Bánh dân gian đậu xanh. À giống như bánh rau câu vậy hả? Dạ. Ủa. Cái này mình bán sao một cái? 10 trái 50 thì là một cái 5.000. À. Cái này là cái gì vậy ta? Trái lựu hả? Trái lựu khổ qua. Đây có măng cục rồi. Trái mận nữa kìa. Ớt nữa kìa. Còn hút nốt nè. Đúng không? Bánh mì. Bánh lá mơ nè. Ở chợ bánh luôn. Quý gói quyết quyết quyết. Đây là mấy cái bánh này nhìn ngon hả? Cái này mình bán sao à? Lạng là 15 ngàn. À đồng giá hết em. Là một cái hả? Cân ký. Em lấy bánh gì cũng được nhưng mà cân ký. Là một ký. Bao nhiêu 15? 15.100 gram. Tức là lấy miếng rồi bỏ lên cân. À 6 yeah. Rồi bây giờ mình lấy mỗi thứ miếng đi ha. Ở đây là bán đồng giá hết. Dạ, một lạng hay là 100 gram là 15.000. Cho nên là ở đây là rất là nhiều loại bánh nên là mình sẽ lấy mỗi thứ một loại. Bánh thốt nốt nè. Nước anh có ăn được nước gì không? Để một ít một bên thôi. Rồi khi mà mình ăn thì em sẽ chấm vô. Thấy không? Thấy không? Tức là mình sẽ để vào đây. Rồi. Em nghĩ là nó cũng chàng. Thử dành cái lá mơ đi. Ở đây nhiều cái lễ hội bánh dân gian mà chưa có ăn lá mơ. Nhưng là có bánh lá mơ không? Nè, bánh lá mơ nè. Nó làm như lá mơ. Qua bên này nữa. Bên đây mình khám phá coi có bánh gì nữa. Cái này mình gọi bánh gì vậy? Bánh su xê ha. Dạ. Dạ. Ồ, bánh su xê mà có nhiều màu vậy luôn. Màu này là mình tự nhiên luôn hả cô? Dạ, tự nhiên hết luôn. Ủa em đâu rồi? Có bánh chuối nướng nữa nè. Bánh chuối nướng còn với bánh này.
Ủa bánh này gọi là gì, bánh gì vậy anh? Bánh ít trần. Bánh ít trần ha. À, bánh ít trần cũng ngon nè, lấy một cái luôn. À đây là anh đang lấy ra nè. Này giống như bánh bía ha. Này bánh bía nè. Rồi bánh hút nốt. Bánh bò hút nốt. Có bánh tét. Dạ em thấy như vậy là nhiều rồi đó. Dạ. Để qua hỏi cô ở đâu vậy? Bao nhiêu rồi cô? 35 ngàn. Cái này mình ở đâu rồi cô? À Cần Thơ. Rồi đầy đủ rồi ha. Bên này có gì nè? Hè thốt nốt, thốt nốt ghim đường, hạt đác rim thốt nốt. Cái này về nước rồi, cũng có bánh luôn. Có nước thốt nốt nè. À này dừa nước. Thốt nốt bảy núi An Giang. Bánh này gọi là bánh gì vậy chị? Bánh cà tôm của người dân tộc khỏi ra nói anh. Bánh cà tôm. Bánh cà tôm. Cái lạ quá. Ở trong với đậu, ở trên đó, ở trên dừa với đậu anh. Dừa với đậu nhưng mà xung quanh nó là gì? Nếp hay là có gì? À nếp ha. Cái này là gọi gỏi đan luôn á anh. Ồ rất là đẹp luôn. Cái này mình bán sao à chị? Chục 80. Em mua lẻ được không? Được đúng không? Này hai cái đi ha. Cái lá ghê ha. Mà ở trên nó rất là đẹp ha. Cái này giống như là cái cây, cái trái gì đó. Trái giống như trái bần á. Ờ đúng rồi. Giống như trái bần. Ờ giống như trái bần. Ôi dễ thương ghê, cái bánh này dễ thương quá. Bên đây mình cũng là bánh dân gian luôn nè. Tối qua như Bình Dương ở đây là cũng mưa. Cũng mưa dữ lắm luôn, qua ở Sài Gòn cũng mưa dữ lắm luôn. Ừ. Cho nên là sáng hôm nay là mình đi chơi bù. Chợ vía là trời cũng không nắng lắm. Nhiều mây. Nhưng mà thấy mây bắt đầu nhiều hơn rồi đó. Em đi xích vô trong này đi. Giống như là mình chơi là mình tranh thủ đi chơi á. Ờ đây cũng bánh dân gian luôn. Nãy em còn lấy một cái bánh như thế này á, mà em không biết tên của nó. Bánh su xê. Ô mai Hà Nội 20.100 gram kìa. Này ngon nè em. 20.100 gram đúng không? Mình có ô mai kiwi, ô mai trẻ đôi. Xích xích xíu trong xíu đi. Ô mai xấu nè. Ô mai khoai sâm. Mấy lấy ô mai đào á. Ừ. Xí mũi kìa, xí mũi thái. Xí mũi thái rồi có ô mai thơm thái. Đào vàng. Ủa trái xanh xanh này là cái gì ta? Anh cái trái xanh xanh này là cái gì vậy? Đào non hả? Lấy một trái đào non đi. À thấy cũng lạ ghê ha. Nó còn non. Coi chừng trúng cái áo nha. Bên đây thấy có ô mai xí mũi không hạt. Đây. Này gọi là buffet ô mai đồng giá tự chọn là 20.100 gram. Đây có ô mai xấu. Xí mũi thái. Ô mai có cái gì nè, cái này gọi là cái gì, chân bì. Vỏ cam á. Quýt rồi đó, gọi là trần bì á. Ủa có tắc ép nữa kìa. Mà nhìn như trái nho hả? À không, ô mai nho, còn đây nó mới là tắc nè. Ở trên nó có ớt luôn. Wow, nhìn rất là ngon ha. Tức là nó sẽ chua chua, ngọt ngọt và cay cay luôn. Ồ, ngon lành. Ồ, nhìn ngon ghê luôn mày ơi. Nhìn rất là ngon luôn. Thôi xếp lại cho đẹp luôn hả? Ôi dễ thương hả? Đây ở ngoài khách đang chọn rất là đông luôn nè. Đây gọi là buffet ô mai 20.100 gram luôn. Hồi nãy là buffet bánh dân gian là 15.100 gram. Ngon không?
rất là đông luôn. Chung là bánh bánh dân gian á, thì ở miền Nam hay là miền Tây của Thiện á, là tổ chức rất là nhiều rồi. À, gọi là nổi nhất đó là ở Cần Thơ rồi. Hôm nay thì sẽ được chuyển tới Bình Dương, tỉnh ở miền Đông. Cho nên là rất là được cô chú anh chị mình rất là thích những cái bánh dân gian và mua rất là nhiều luôn. Ở đây có Ô Mai Hà Nội nữa. Dạ. Kem này bán sao anh? 30.000 một ly. World Cup. Okay. Cho một ly. Mình có vị gì anh? À, Việt Quốc. Dâu đào. Việt Quốc. Nó lạ nên mình mới ăn cái con. Nó chạy rồi kìa. À, cuộn tôi đây. Việt Quốc nha anh. Cái đó là sô cô la hả? Dạ. Rồi em cảm ơn. Cả nhà ơi, hôm nay Việt và Thiện đi tham gia lễ hội ẩm thực ở Bình Dương luôn. Lần đầu tiên mà mình đi ăn lễ hội mà nó đi xa như thế vậy. Cũng không xa lắm, Việt thấy là đi từ chỗ Việt mà chạy ra đây thì cũng 30 cây à, nó không có xa. Bây giờ Việt sẽ và Thiện sẽ ăn bánh dân gian nha. Thì nãy là Việt và Thiện là có cái bánh này là bánh su xê hả? À, bánh ít trần. À, bánh ít trần. Anh nói bánh su xê là bánh nào? Là này hả? Su xê là bánh này. Còn cái này là bánh tốt đó, bánh bò tốt đó. Bánh này là bánh chuối. Bánh chuối nè. Còn cái này là bánh lá mơ nè. Bánh lá mơ là đầu tiên mình thấy bánh lá mơ đó. Ờ, trong nhiều lễ hội có lắm mà mình ít có ăn thôi. Nay mình thử luôn ha. Còn anh thử bánh, bánh lá mơ đi. Hơi của người dân tộc nên là quên cái tên rồi. Nhưng mà bánh gì á? Đẹp luôn ha. Không biết bánh gì. Giống như trái bần thôi ha. Ừ, ở trên nó giống như trái bần. Ở đây có cái nước cốt dừa luôn này. Anh ăn thử đi. Thôi em ăn trước đi. Em ăn trước nha. Xin mời cả nhà ăn bánh cùng bánh Nguyệt và Thiện. Cái mùi đúng lắm mơ luôn. Sao mà có vị như sao? Ở dưới quê anh có làm cái món là bánh lá mơ mà chiên cùng một trứng không? Không. Nó ý hệt. Nó ý hệt như cái món đó luôn, giống lá mơ Nguyệt và Thiện ở dưới quê Nguyệt đó. Người sẽ lấy lá mơ người băm băm giã ra xong rồi đổ trứng vô xong rồi người chiên lên á. À vậy. Ừ. Giống như nó cũng là một món ăn luôn. Lần đầu tiên mình ăn cái lá mơ này rất là đặc biệt luôn này cả nhà. Thì cái bánh nó cũng dai dai. Đa số là nó sẽ không mùi lá mơ nhiều hơn, nó không cũng nhiều. Mình không ngửi thấy mùi bột ở trong đây đâu. Anh ăn thử đi. Bánh kết trần luôn này. Từ đây có cái lá chuối. Em rưới nước cốt lên vô. Rưới nước cốt lên luôn hả? Nãy là Nguyệt có mua bánh ở đây lượng cửa hàng nó không cho con. Nguyệt cái đũa để xiên. Chắc phải cầm tay luôn á. Ở trong đó là đậu xanh nè. Đúng rồi. Ngon quá trời ngon luôn. Thơm. Cái nước cốt dừa rất là bé luôn á. Tính ra là mình đi cho hàng này mình đi tầm khoảng 100m mình đã ngừng nghỉ rồi. Mình thấy các cửa hàng ra hàng đây rất là nhiều luôn á. Cái bột nó rất là bé luôn á anh. Ở đâu đây chị? Qua lại chị cho. Gọi là bánh ít trần ta. Thường em thấy cái bánh ít là gói trong cái lá không? Còn này là nó trần dai với tà tắc không à. Nên nó gọi là bánh ít trần đó. Đúng nghĩa đen luôn đấy hả? Tức là thì mà bánh ít đó người ta gói với người mẹ hay gói dưới quê đó.
Nó không muốn trà. Sao nó chắc chắn với vậy trời? Giờ xé lại đi. Cứng lắm anh ơi. Xé luôn. Xé rồi đó. Chả lẽ là gỡ từ cái mắt nó ra ta? Con bánh này xé như nào ta? Chả lẽ kẹp đó hả? Đó. Trời ơi. Đó. À, sao xé không ra biết, được? Không biết ghé được. Sao xé ra được ngay vậy? Không. Lâu lâu đi về uống thôi được. Mày gỡ từ cái mắt ra quá. Có gì sao biết tới chừng này mới xong. Cái bánh này sao làm cứng chắc chắn hả? Cô cha. Rồi được rồi đó. Để làm xé nó rách á. Ở đâu á? Bánh bò nãy như ba cho nó. Thì chắc phải gỡ từ mắt ra rồi. Làm công phu mà gỡ cũng công phu. Phải muốn ăn bánh là dễ. Đây là cái bánh này cả nhà ơi. Cái bánh này giống như là cái trái bần ở quê mình vậy đó. Mà vừa thấy là cái bánh này là gói rất là đẹp và công phu luôn. Với lại là khi mà mình gỡ ra là cũng rất là khó khăn luôn cả nhà. Nãy giờ là Nguyệt mở ra rất là khó khăn luôn á. Thì đây là cái thành phẩm của Nguyệt cả nhà ơi. Ủa à luôn. Để Nguyệt ngửi trước đây. Ở ngoài đó là nếp, có dừa, chứ có đậu. Anh ngửi đi coi. Để lạnh mà kem nó ấy hoài. Dừa nó lên. Dừa đúng không? Bây giờ hồi nãy là nó xuống ra nó chạy xuống dưới kia. Cái này là đây là hạt nếp này anh, còn đây là đậu trắng. Hình như có cả mùi nước cốt dừa nữa. Nên người thấy là cái mùi nó cũng hơi béo béo. Nhưng mà cái bánh nó có ngọt. Không, nhạt lắm anh. Giống như cái bánh này sẽ không có cho gia vị vô. Mà anh thấy cái hạt nếp nó bé xíu luôn này. Nó không giống như cái hạt nếp mà mình gọi bánh chưng bánh tét đâu nha. Anh thấy vậy không? Giống như là hạt tấm á. Hạt nếp mà nếp tấm á. À, giống như mình nấu cơm tấm á hả? Đúng rồi anh. Là rất là đặc biệt luôn. Này là được tặng nha. Là hàng dùng thử, không phải là Nguyệt mua. Nãy là không biết gian hàng nào, Nguyệt cũng không nhớ nữa. Đậu hũ tươi, gian hàng đậu hũ tươi. Đậu hũ non. Wow. Ngon thiệt anh ơi. Nó rất là no luôn, anh nhìn này. Sao làm được cái đậu hũ này ngon hay vậy ta? Đúng là non luôn này. Hơi mùi gừng á, không thơm. Gian hàng ở đâu ta? Hình như ở đầu đường bên kia. Đúng rồi, đầu phía bên trái của cái hoa dầu. Cái này giống như là mình ăn tráng miệng. Nãy giờ làm bánh nhiều quá rồi, bây giờ mình ăn tráng miệng cái này. Quá là tuyệt vời. Nãy là bây giờ mình đi làm được 1/3 quãng đường rồi đấy anh. Đúng rồi, dưới phần dài. Đúng rồi. Mà mình ngồi đây, mình ngồi ăn trước, mình lấy sức, mình đi tiếp. Cái bánh này là bánh sushi này cả nhà, mà bên trong có một lớp rau câu mà hình bông hoa luôn. Anh thấy vậy không? Anh nhìn cái bậc rau câu này sẽ nhớ đến chị Hường. Chị Hường một cái khuôn bánh làm rau câu ấy cả nhà. Mình còn thấy là khi mà chị giới thiệu là chị có cái hũ á, cái hũ mà để mình đổ rau câu bằng là silicone á, có nhìn bông hoa rất là dễ thương luôn. Là Nguyệt nhĩ tới ngay là chị luôn á. Rồi bây giờ mình gỡ cái này. Gỡ ra luôn hả? Chị ra. Ai da, cái bông này là bằng một đậu xanh anh ơi. Hay quá ha. Bột đậu xanh mà ép thành cái bông hoa luôn này. Tưới một ít nước cốt dừa vô. Và thành cái bình luôn. Mấy cô mặc áo màu đỏ, cờ đỏ sao vàng luôn, nay là Quốc Khánh mà. Đây là có gì nữa? Hẹ khoai tây. Kiểu khoai tây chiên á. Dạ. Ê, ê, cái bánh này ngon nè. Cái này là bánh gì á? Cái này là bánh hạt dẻ. Dạ. Bánh hạt dẻ này đặc sản của Sapa. Sapa luôn. À, Lào Cai. Dạ. Giá nó là bán bánh nóng luôn là 10.000 cái cho khách ăn thôi. Còn nếu mà khách lấy nguyên lốc này là 10 cái là 90.000 thôi. Dạ. Cái này mà làm từ bột gì? Tức là toàn bộ cái này bên ngoài nó chỉ có một áo bột nhỏ thôi. Còn cái nhân bên trong chủ yếu là cái hạt dẻ xay ra. À dạ. Nên là ở trên em thấy có mè nữa đúng, đúng không? Đúng rồi, rắc mè. Nó còn một loại nữa là bánh hạt ốc chó nhưng mà anh mới vừa hết xong. Dạ.
Vừa rồi này em thấy đợt trước hình như không có. Đợt trước anh chưa có bán cái này. Đúng rồi, đợt trước mình chưa có. Tức là mỗi một chuyến đi là sẽ tìm hiểu một cái sản phẩm nào đó mới mới. À, dạ. Nó lạ để giới thiệu cho khách hàng của mình thôi mà. Dạ. Còn đây thì những cái bánh thông thường này là chắc em biết rồi, đúng không? Cũng hay gặp rồi, đúng không? Dạ. Đây là chỉ có cái bánh này anh mới vừa đặt tên mới cho bạn thôi. Bánh là một thân hai phận. Đẹp không? Sao vậy? Tại vì nó ở dưới nó là bánh bò, ở trên nó là da lợn. À, bò da lợn. Dạ. À. Một thân hai phận. Một thân hai phận, tại vì một cái bánh mà hai loại. Dạ. Nhưng mà mình làm khó trong cái việc mà quan trọng là mình phải canh cái độ để sao cho hai cái bột nó dính nhau. Quan trọng là cái giai đoạn canh bột. Canh bột với lại cái vấn đề về chính, cái thời gian chính. Thì đó là canh bột đó. À, là canh bột đó. Dạ. Canh cái độ nóng như thế nào để cho hai cái nó lại hòa quyện với nhau, nó không bị rời ra, không thể tách lớp đó. Dạ. Còn những cái bánh này thì em đã từng gặp rồi. Bình thường như quầy nào cũng có. Dạ. Nhưng mà ở đây là mình bán cân ký hay là mình không, bán tức là đó một phần vậy là 40 đó. À, tức là một phần thập cẩm bao gồm tất cả các loại bánh, để là mọi thứ một ít cho khách hàng coi hết, thưởng thức hết tất cả các loại bánh. Dạ. Còn nếu ở đằng kia thì là cân ký, à, cân ký tùy khách chọn. Cái này là bánh cuốn ngọt đó chị. Dạ, này bánh bò, này là bò bi. Bánh này là bánh bò nướng. Dạ. Đó, tức là có khách có thể là chọn bất kỳ sản phẩm nào, mọi thứ ít thành đây nè. Còn khách nào thích ăn một loại thì họ có thể lấy một thứ, giống như chị này thích ăn bánh này 10 cái, một thân hai phận. Một thân hai phận em. Đó, thập cẩm là vậy đó. Dạ. Mọi thứ ít. Em lấy cái gì? Có anh có sushi không? Không, sushi anh hết rồi. Ừ, anh hết sushi. Tại bánh em ăn bánh này chung luôn hả? Bánh được không sao hết. Dạ, được. Nhưng mà lúc đó thì khi ăn em phải dùng cây ghim, em ghim em chấm nước cốt dừa chứ không cho ăn vô được. Tại vì cái bánh này nếu mà em ăn có nước cốt dừa thì em sẽ không cảm nhận được cái vị của nó. Dạ. Đây là cái bánh nóng bên trong kìa. Nên cắt ra nha. Dạ, ok ạ. Đây là một cái gian hàng bánh Thanh Hằng Food. Ở đây thì gian hàng của anh hay của cô ở trong là cũng đã tham gia rất là nhiều cái lễ hội tổ chức ở Sài Gòn hay là ở miền Tây rồi. Và hôm nay là đã có mặt ở Bình Dương. À, không thể thiếu ở những cái lễ hội ẩm thực, cái bánh dân gian đó là những cái quầy về giống như đồ Thái vậy á, là về đồ nướng đó, chân gà xả tắc rồi xiên que đồ ốc đồ á. Ở đây thì tổ chức ngay ở cái đường mà bên bờ sông Sài Gòn luôn, nghe bờ rồi rất nó nghe nói là ở đây cũng bờ sông Sài Gòn, cũng đâu là ở bên công viên bờ sông Sài Gòn ở quận 2. Nhưng mà không, đây là ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đây nhìn mình nhìn đường phố thì cũng giống như Sài Gòn ha. Ở đây thì nó có những cái tấm bạt che này, mấy nay thì mưa rất là nhiều. Hồi nãy thì ở quầy mà Thanh Hằng Food bán bánh dân gian á thì anh chia sẻ là mấy nay là mưa suốt luôn nên là không có buôn bán được gì nhiều hết. Không có mua bán được gì nhiều. Nhưng mà hôm nay là 2 tháng 9, đáng lẽ sẽ là ngày cuối rồi, nhưng mà người ta sẽ có thể là cho qua tới ngày 3 tháng 9 mới xong. Để ai mấy nay bán không được thì có thể kéo dài qua ngày 3 tháng 9, mình gỡ được nhiều thì mình gỡ. Đây cũng là những cái gian hàng của đồ Thái luôn.
đồ xi nướng này. Cây xá xỉ mùi thơm. Ôi thơm ghê ha. Dạ. Không để lâu á. Cái này thường để dù như trong phòng hoặc là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh hoặc là tủ quần áo á. Nhà vệ sinh nha. Ở đầu trên kia thì rất là vắng, đổi lại thì đầu ở phía dưới này thì lại rất là đông. Ở trên kia thì thấy là những cái gian hàng không có ai luôn, ở dưới này là quá trời luôn. Đây. Đây. Rồi mình lên luôn. Không biết là mình vô được không đây. Rất là nhiều người đang tập trung ở đây để được tham quan cái biểu tượng thành phố hoa, cánh hoa dầu này. Ôi, quá trời đông. Lỡ đồ mình đi đây mình phải lên luôn chứ. Dạ dạ. Cỡ rồi mình đi. Dạ dạ rồi. Cởi. Hello. Dạ. Ủa. Ủa sao hàng mình được có hai người thôi. Buồn vậy. Lỡ đợt, dạ đúng rồi, em cảm ơn. Dạ, rồi em cảm ơn, trời ơi. Ôi giờ vô được rồi. Nãy giờ hai đứa đợi chắc nửa tiếng, rất là đông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ được đi vào bên trong cái tháp gọi là cái mô hình cánh hoa dầu, biểu tượng của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thì hiện tại thì chỉ mở có 2 ngày miễn phí là ngày 2, ngày 3 tháng 9 thôi. Thì cô chú anh chị mà có gần ở Bình Dương thì có anh chị tranh thủ nha. Hôm nay là thiện đi là ngay 2 tháng 9, Quốc Khánh là chỉ còn ngày mai thôi. Cái này thì mình đi theo hình xoắn ốc. Giống như mình đi vào mấy ngọn hải đăng này kia. Ây da. Dạ, cảm ơn. Tới à, tới à. Ủa mình được chăng? Ôi giời ơi. Được lên đỉnh rồi. À. Ở đây mình sẽ ngắm sông nè. Ngắm sông Sài Gòn luôn nè. Và đây là những cái cánh nè, bên cái cánh hoa này. À có cái đồng hồ. Và ở trên là có cái cột cờ. À. Đây cánh đây. Mới cho tham quan á. Cái cánh này, đây là cái cánh hoa dầu nè. Cái hoa này mình rất là dễ thấy á. Là mình hay mình để thả xuống cái nó quay vòng vòng vòng, hay người ta hay gọi là cánh hoa trong trống á. Ở trên thì bốn mặt nó sẽ là đồng hồ, giống như cái những cái ngôi chợ truyền thống ở Sài Gòn. Còn ở Bình Dương thì là chợ Thủ Dầu Một. Đúng rồi, hình như là chợ
cầu Phú Cường hay sao á, thì không nhớ rõ, nhưng mà ở đây là ở Phú Cường. Bên này thì mình sẽ ngắm ở gọi là phía bên trong đất liền này, bên kia thì bờ sông, hay là trong thành phố này đó. Bên đây là có những cái bức tranh hả, bức tranh này công ty Anh Bình Lê bán sỉ lẻ tranh sơn mài các loại bình hũ hộp. Đây thì rồi giữa hơi nắng đây là cũng tranh thủ chụp hình tranh thủ chụp hình với lại núp núp mà à, đây dễ như bức tranh rất là đẹp luôn. Dạ dạ chào cô. Ủa mình ở đây luôn hả cô hay là ở đâu? Quà nè. À. Đây là chiều là mát lắm đó nha. Dạ. Đây chiều mà ai được lên đây là mát lắm, mà dịp dạ. Thì do đó lễ mới cho nè. Dạ. Ừ. Nhưng mà ngày thường là không có cho vô hả cô? Không cho vô. À. Ngày nhưng mà lễ mới cho, mới lên vô lần đầu á chứ ai cho vô. Dạ. Ừ. Vậy là chỉ có 2 ngày thôi, nay với mai thôi. Đây mày mới vừa xong mà đây chứ đâu rồi mà không. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Chúc cô lễ vui nha. Trời. Dạ. Hả. Đổ nước mui. Ủa chị, những cái bức tranh này là mình có biết nó là như thế nào không chị? Dạ. Này nè. Vậy là nghe nói là nó sơn bằng sơn mài. Ờ, à, sơn mài hả? Nó cỏ mà. Cỏ móng, cỏ móng. Đẹp ghê luôn rồi. Ông thì trên cái bức tường mà. Dạ. Cái này bức tường nó vẽ lên thôi. Này chắc là cao rồi. Đẹp ha. Không có chặt bạn. Dạ. Nó anh em nó với bạn. Ôi vậy em cảm ơn nghe. Cảm ơn nghe. Cảm ơn đẹp quá. Dạ. Quay đi. Mình đang quay đây. Dạ. Đây chụp hình. Đây là cái cánh hoa dầu của mình đây. Khi mà mình đứng cái hướng ở phía trên cánh hoa dầu biểu tượng của thành phố Thủ Dầu Một thì sẽ hướng ra bờ sông. Ở đây là sông Sài Gòn, mình nói sông Sài Gòn không phải là chỉ nằm ở Sài Gòn không, mà nó ở các tỉnh bắt nguồn từ ở các tỉnh như là Bình Phước này, rồi Sài Gòn, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương luôn. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Nè, ông xuống chưa? Nắng quá. Xuống chưa? Thôi chú xuống trước nha. Nắng quá trời nắng rồi con ơi. Mát đúng không? Đúng rồi. Gió nó đang lồn vô. Dạ, rồi ra ngoài thôi. Thôi bây giờ mình đi xuống nha. Ok. Dạ. Tại vì đây có 2 ngày thôi cho nên là nếu mà cô chú gần xa mà không được tham quan cái biểu tượng của Thủ Dầu Một thì Thiện đã chia sẻ cho quý cô chú xem xong rồi. Bây giờ sẽ hai đứa sẽ đi xuống. Rồi. Đụng đầu rồi. Ừ, cái này là mới, hôm nay là khánh thành luôn, nói chung là mới đó. Và người dân ở Thủ Dầu Một hay Bình Dương là trong buổi sáng hôm nay bắt đầu 8 giờ rưỡi thì mới được vào bên trong cái này. Ở đây cũng rất là đẹp ha. Buổi tối thì cái tháp nó sẽ được thắp sáng ở những cái ngọn đèn bằng điện, nó sẽ đẹp hơn. Này nó hơi chóng mặt. Đây rất là đông luôn. Đây chụp hình. Ở xung quanh đây là đều có những cái bức tranh cực kỳ của Bình Dương nè, như là Thiên hậu Thánh Mẫu nè. Đó, những cái biểu tượng của Bình Dương. Dạ. Rồi. Dạ. À, như vậy là Thiện đã đứng với cô chú anh chị và các bạn
cái không khí trong buổi sáng ngày hôm nay, lễ hội ẩm thực bánh dân gian và ẩm thực đường phố, cũng như là khánh thành cái biểu tượng thành phố Thủ Dầu Một ở Bình Dương, đó là cánh hoa dầu đặc trưng của Bình Dương. Cũng như là buổi sáng hôm nay thì có cái cuộc thi về đua thuyền ở dưới sông nữa. Hôm nay thì ngày 2 tháng 9 cũng như là ngày 3 tháng 9 thì cái tháp biểu tượng cánh hoa dầu này sẽ được mở cửa cho du khách tham quan hoàn toàn miễn phí luôn. Cho nên là quý cô chú anh chị có gần Bình Dương mà muốn vào bên trong để tham quan thì có thể tranh thủ trong ngày hôm nay với ngày mai là ngày 3 tháng 9, cũng là kết thúc dịp lễ 2 tháng 9, dịp lễ Quốc Khánh kéo dài 4 ngày. Bây giờ thì xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn còn một ngày nghỉ lễ ngày mai nữa thật là nhiều niềm vui và đi chơi an toàn nhé.